Vào sáng ngày 2 tháng 8, trên các trang mạng xã hội đã đồng loạt đưa hình ảnh tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã trở về với gia đình tại thành phố Trà Vinh sau 8 năm bị tù đày. Cũng như nhiều tù nhân lương tâm khác, cô gái can đảm Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã phải qua 8 năm trong tù chỉ vì yêu nước. Cô đã bị bắt cùng với cha mẹ của mình vào ngày 2 tháng 8, 2011 vì đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng với các biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Trong một phiên tòa diễn ra tại Nghệ An vào ngày 8 và 9 tháng Giêng 2013, Minh Mẫn đã bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế theo cái điều gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Là người ở Vĩnh Long nhưng Minh Mẫn bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam tận trại giam Thanh Hóa. Trong tù cô đã từng bị ngược đãi, tra tấn. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã từng can thiệp yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho cô nhưng bất thành.